Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì bên Huy lại tiếp tục giới thiệu tới anh em một cấu hình loa kéo dùng cho gia đình nha. Bộ này thì cái phân khúc giá rất là bình dân luôn. Tại vì là những năm vừa rồi ấy, thì bên Huy đa số là làm những cái phân khúc mà loa kéo cao cấp để cho anh em ta có thể là cho đi thuê show kẹp kéo online ngoài trời á. Thì ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục là ra thêm một cái phân khúc mà bình dân nữa. Bình dân, phân khúc giá rất là bình dân để cho em ta dùng gia đình. Nhưng mà chất lượng con này thì rất là ok mọi người. Chất lượng rất là hay nha. Dùng gia đình nói chung là hết ý luôn mọi người. Đây là mẫu loa kéo HD3000. Anh em chúng ta có thể thấy là hình thức của nó thì khá là nhỏ gọn nha. Kết cấu nó sẽ có là hai cái loa bát 40. Hai bát 40 nha. Và hai chép 450 ở trên. Và cấu hình này thì anh em ta thấy rất là đẹp luôn. Cấu hình dàn máy chúng ta sẽ có là ba thiết bị, một con đẩy mới HX600 và một con vang cơ T10 Pro. Con này thì cuối năm vừa rồi thì Huy cũng lắp khá là nhiều người. Âm thanh con này cũng rất là hay. Con này thì nó được tích hợp cả reverb nha, cả echo, cả reverb cho anh em chúng ta. Đó, và một bộ micro không dây XP Pro X1200. Cấu hình loa anh em chúng ta thấy nhỏ gọn nha. Họng là họng Arai nha. Họng Arai thì nghe tiếng rất là mịn màng, rất là hay. Đây là mặt bên hông này mọi người. Có bánh xe đâu nha. Về chúng ta mà chơi gia đình thì chúng ta nói chung là di chuyển rất là tiện lợi mọi người. Đó, đây là hai bên nha. Bộ này thì trang bị cho anh em chúng ta là hai tay micro nha, hai tay micro, micro không dây nha. Đó, để Huy sẽ thử tiếng mic cho anh em ta xem. Nói chung là giá rất là bình dân luôn. Cấu hình loa kéo HD3000 này ấy, thì giá chỉ có 14 triệu một bộ thôi. Và chất lượng âm thanh thì vượt ngoài mong đợi nhé. Ngoài mong đợi luôn anh em. Huy thử tiếng mic nha. 4 5 6 4 5 6. Đây là hiện tại Huy đang dùng chương trình là tiếng echo nhé. Còn mình muốn pha thì mình vượt vô đơn giản lắm mọi người. Chỉnh cái này lên xíu này. Chúng ta có thể là hát tiếng reverb không cũng được này, hát tiếng echo không cũng được, hoặc là mọi người muốn pha cả echo cả reverb theo tỷ lệ nhiều ít thì chúng ta có thể là tự điều chỉnh luôn ha. Ở trên này một nút thôi, đơn giản lắm mọi người. Đó, 4 5 6 7 8 9 10. Đó rồi, bây giờ Huy kết nối nhạc thử bài nhé, hát thử bài cho anh em ta tham khảo nhé. Nói chung là có hình loa kéo ngon bổ rẻ nhé, HD3000 giá chỉ có 14 triệu đô và có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em ta nha. Huy cắm dây, Huy hát thử bài. Bộ này thì lát nữa Huy sẽ gửi cho anh khách ở đâu Huy? Bộ này về Sóc Trăng mọi người. Lên nhà với anh em nha. Ở đây thì Huy đang test cái tính echo hơi nhiều chút nha, echo hơi nhiều chút. Chắc gì em còn nhớ anh, giờ em đang vòng tay cùng anh, em đã mất say, thôi hết rồi những tháng ngày, yêu thương trôi cuối đời anh, anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi, em đã đi. Rồi sao anh còn chờ, chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày bỏ anh mỗi tối. Anh nhớ là mình nhưng ai nào ngờ, chẳng phải anh đâu. Một nhân yêu thương em bấy lâu đi đằng sau. Vừa với anh rằng em phải hạnh phúc. Đừng quan tâm anh, vai gánh đau thương anh ô mơ không. Yêu đuôi em chính là một phần nhịp đập rộn chặt con tim anh, vừa mới bên thôi nhưng em đã đi rồi, em đã đi rồi sao anh còn chờ, còn đợi em thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày bỏ anh mỗi tối, anh ngỡ là ai nào ngờ, chẳng phải anh đâu. Một nhân yêu thương em bấy lâu như đậm sâu. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc. Đừng bận tâm anh, phải gánh đau thương anh vô bờ không yêu nuôi. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Nói chung là cấu hình loa kéo giá bình dân thôi anh em, giá rẻ, chất lượng âm thanh cũng rất là ok mọi người. Nói chung là phù hợp cho chúng ta chơi gia đình nha. Anh chúng ta chơi gia đình bộ này thì quá là phù hợp luôn. Và nếu như anh em nào mà chúng ta mà có nhu cầu mà trả góp á,
thì anh em chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp cho bên Huy theo số hotline trên clip đây, để bên Huy có thể là tư vấn cho tất cả anh em chúng ta. Rồi, để Huy sẽ thử một bản nhạc cho tất cả anh em ta nghe nhé. Vừa rồi nghe tiếng mic rồi đúng không? Giới thiệu cấu hình rồi, vừa nắm được cấu hình rồi, nghe thử tiếng mic chất âm rồi. Bây giờ chúng ta thử bài nhạc xem sao nhé. Nghe nói chung là nghe hát thì nghe rồi, mic nghe rồi, giờ thử tiếng nhạc này. Thử tiếng nhạc này, tiếng bài nhạc cho anh em nghe. Thử bài nào đi? Dân ca miền Tây thì thường là bolero đúng không? Thử bài bolero đi.